Lisa xin kính chào cô chú và anh chị. Bên con hôm nay có một số lưu xứ một cốt xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Dạ con xin chia sẻ thêm là bên tụi con có cung cấp phân dơi nữa. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng giúp cây mình có bộ rễ khỏe nè và ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp ha. Con bán một túi vậy là giá 20.000. Cách sử dụng của nó thì mình có thể ngâm phân vào nước. Rồi mình phân nó tan á, mình khuấy đều ra rồi mình tưới á, hoặc là mình để phân khô. Mình bón ví dụ như củ sứ cỡ này ha, là mình bón khoảng nắm tay nhỏ nhỏ thôi ha. Mình rắc phân chung quanh trên mặt đất này rồi mình tưới từ từ phân nó tan, cây mình hấp thu chất dinh dưỡng ha. Con xếp hàng phân này trên toàn quốc luôn ha. Thôi bây giờ con quay trở lại bán cây sứ á. Này hôm nay con xếp lô bán. Một lô là 7 cây, 7 giống ha. 7 cây là 7 giống sứ khác nhau. Và cái này là sứ mini một cốt ha cô chú và anh chị. Cái củ của nó thì nó nằm tầm khoảng bằng cái lon nó yến có nè ha. Và củ bự hơn nó bằng cái lon xá xị cũng có. Cái này là sứ một cốt ha. Con bán 7 cây là giá 400.000 là 7 giống ha. Đây là lô đầu tiên, số 1. Là có cây Xuân Phúc, hoa màu đỏ. Và cây này là Vân Huế Năm, hoa màu hồng, dạng cánh kép. Và cây này Ngọc Băng, hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Và Long Thành, hoa màu đỏ, 3 lớp. Cây này là màu tím, dạng cánh kép, hoa màu tím than ạ. Và Rồng Đen, hoa 3 lớp, màu đỏ, cánh viền đen. Cây này là Rồng Vàng, hoa màu vàng, dạng cánh kép. Đây là lô số 1, 7 cây, 7 giống ha, 400.000. Qua đây lô số 2, có cây Xuân Phúc, cây Vân Huế Nam, Ngọc Băng, Long Thành, tím, Rồng Đen và Rồng Vàng. Lô này số 2 ha, 7 cây, 400.000. Qua đây lô số 3, lô số 3 là có cây Xuân Phúc, hoa màu đỏ, Vân Huế Nam, hoa dạng cánh kép màu hồng, Ngọc Băng, hoa màu trắng dạng cánh kép, Long Thành, 3 lớp màu đỏ, màu tím. Này là tím than, hoa dạng cánh kép. Và Rồng Đen, 3 lớp màu đỏ, cánh viền đen. Rồng Vàng, hoa màu vàng. Lô này là số 3, 7 cây, 7 giống, 400.000. Và đây lô số 4. Lô số 4 thì cũng có cây Xuân Phúc, Vân Huế 5, Ngọc Băng, Long Thành, màu tím, Rồng Đen, Rồng Vàng. Lô này là số 4, 7 cây, 400.000. Và qua đây là lô số 5. Có cây Xuân Phúc và Vân Huế 5, Ngọc Băng, Long Thành, màu tím, Rồng Đen, Rồng Vàng. Lô này là số 5, 7 cây, 400.000. Đây là sứ một cốt nha cô chú và anh chị. Và qua đây là lô số 6, có cây Rồng Vàng, Rồng Đen, màu tím, Long Thành, Ngọc Băng, Vân Huế Năm và cây Tấn Hỷ. Tấn Hỷ là hoa 3 lớp màu đỏ ha. Lô này là lô số 6 nè. 7 cây, 7 giống ha. 7 cây là 7 giống khác nhau nè ha. 7 cây, giá 400.000. Và đây lô số 7. Lô số 7 là có cây Rồng Vàng, hoa màu vàng. Và Rồng Đen, hoa màu đỏ, cánh viền đen, 3 lớp. Màu tím, tím than dạng cánh kép. Và Long Thành, hoa 3 lớp màu đỏ, Ngọc Băng dạng cánh kép màu trắng. Vân Huế Năm, màu hồng dạng cánh kép. Tấn Hỷ, 3 lớp màu đỏ. Lô này là số 7. 7 cây, 400.000. Và đây là lô số 8. Lô số 8 là có cây Rồng Vàng, Rồng Đen, màu tím, Long Thành, Ngọc Băng, Vân Huế Năm và cây Tấn Hỷ. Lô này là số 8, 7 cây ha. 7 cây là 7 giống đó nha cô chú và anh chị. 400.000. Qua đây lô số 9. Lô số 9 là có cây này Tấn Hỷ, 3 lớp màu đỏ, Vân Huế Năm dạng cánh kép màu hồng có sọc, Ngọc Băng hoa dạng cánh kép màu trắng, Long Thành,
ba lớp màu đỏ, màu tím than ha, dạng cánh kép. Rồng đen ba lớp màu đỏ cánh viền đen, rồng vàng, hoa màu vàng, dạng cánh kép. Lô này là số 9, 7 cây, giá 400 ngàn. Qua đây lô số 10 là có cây tấn hỷ nè, cây này cổ hình quái ha. Tấn hỷ ba lớp màu đỏ, Vân Huế Nam màu hồng, Ngọc Băng màu trắng, Long Thành ba lớp màu đỏ, tím màu tím than, rồng đen, rồng vàng. Lô này là số 10, 7 cây, 400 ngàn. Dạ, bên tụi con là xếp hàng phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ cho tụi con. Mỗi like của cô chú và anh chị ghé qua ủng hộ hàng là một niềm động lực lớn ha, để tụi con tìm ra những nguồn hoa đẹp đưa ra thị trường cung cấp ha. Và mình đừng quên bấm nút để mình đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ, con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho tụi con trong thời gian dài qua. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ.